Đây là ổ bánh mì heo quay mới vừa mua được với cái giá là 15k. Thì ở cái đất Sài Gòn này, mỗi buổi sáng thì ăn rất là nhiều món đồ ăn sáng, nhưng mà chỉ có bánh mì là rẻ nhất thôi. Và đây là bánh mì heo quay 15k. Thay vì mình ăn một tô hủ tiếu khoảng 45.000 thì mình có thể mua được ba ổ bánh mì heo quay như thế này mà mình ăn sẽ rất là no luôn. Còn nếu như mà không thì sẽ ăn hai ổ thôi. Thì một phần bánh mì heo quay như thế này thì sẽ có một ổ bánh mì, một bình nước sốt, với lại khuyến mãi thêm một cái cây tăm. Cây tăm này để sẽ rang sau khi ăn. Nhưng mà cây tăm này cũng không có để làm gì đâu, bỏ đi. Đây là ổ bánh mì heo quay với cái giá là 15k. 15k là một cái giá mặc định thôi. Nếu như mà mình muốn ăn thịt nhiều quá thì mình có thể là kêu một ổ bánh mì 20k, hoặc là, nhưng mà thôi, ổn 15k là vậy là được rồi. Nếu như mà muốn ăn nhiều thì mình có thể mua hai ổ 30k cũng được. Ở phía bên trong thì nó sẽ có là bánh mì, một vài lát thịt, một vài cục thịt, rau thì nó sẽ có là dưa leo, ngò với lại hành tây. Da rất là giòn luôn, da cực kỳ giòn. Cái phần hành tây, ngò và dưa leo ăn sẽ giúp cho đỡ ngấy hơn, và đồng thời thì cái lượng chất béo ở trong cơ thể của mình nó sẽ không có hấp thụ quá nhiều bởi vì có một ít rau. Thì để tăng cái phần lượng rau lên á thì mình có thể là bỏ thêm, cái món này có lẽ là nhiều người không thích đâu, đó là hành lá. Thật sự ra thì nếu như mà muốn ăn, biết ăn hành lá ăn với bánh mì rất là ngon, như là bánh mì cá hộp á, ăn chung với hành lá sẽ rất là ngon, hoặc là bất kỳ bánh mì gì á ăn với hành lá đều rất là ngon. Mình sẽ bỏ hành lá vào ở phía bên trong càng nhiều càng tốt, bởi vì hành lá ăn rất là tốt cho sức khỏe. Có nhiều người thì họ nói là ăn hành lá nhiều thì sẽ bị viêm cánh, tức là bị hơi nách đó, nhưng mà thật sự ra thì cũng không đúng. Chỉ là cái mồ hôi của mình thì nó sẽ hơi có cái mùi, hơi nặng mùi thôi, hoặc là khi mà mình đi vệ sinh á, tức là mình đi tiểu á, thì nước tiểu của mình nó sẽ hơi nặng mùi cái mùi hành lá thôi, chứ ngoài ra thì hành lá nó sẽ không có làm cho mình bị hôi nách như là thiên hạ đồn đại. Mà thật sự hành lá nó rất là tốt cho sức khỏe. Nếu mà biết ăn hành lá, bỏ hành lá càng nhiều càng tốt đó, bỏ hành lá, bỏ nhiều cọng như thế này nè. Mục đích của ăn ăn hành lá để làm cái gì? Cái thứ nhất là sẽ tăng cường cái chất xơ cho cái ổ bánh mì mà mình ăn. Thì nếu mà mình ăn bánh mì á, mình ăn nhiều hành lá hoặc là bỏ nhiều rau á, mình ăn mình sẽ không có bị tăng cân, và đồng thời thì nó cũng sẽ giảm được cái lượng chất béo mà cơ thể của mình hấp thụ. Nhưng mà chưa xong đâu, hành lá thì đã ngon rồi, và muốn ngon hơn nữa thì mình sẽ bỏ thêm một ít ớt khô, hay người ta kêu đó là sa tế á, sẽ bỏ vào để cho cái vị nó sẽ đậm hơn. Đó, cái phần ớt khô như thế này, nếu mà mình muốn ăn cay á, thì mình sẽ bỏ nhiều, còn nếu mà mình muốn ăn không cay á, mình bỏ ít thôi. Do là cái phần ớt khô này á, nó được làm từ ớt nè, sả với tỏi, và nó có nêm thêm một ít chút xíu đường muối nữa, nên là ăn cái vị nó cũng ngọt ngọt và nó thơm thơm. Nói chung là ăn chung với bánh mì bỏ sa tế vô rất là ngon. Và cuối cùng không thể thiếu được đó là cái phần nước sốt này. Cái phần nước sốt này cũng không có gì quá đặc biệt, nó chỉ là cái nước màu nó thắng lên, rồi sau đó nó sẽ bỏ bột hoặc là sẽ bỏ từng ớt vô cho nó kẹo kẹo như vậy thôi. Ăn thì nó chỉ có một cái vị đó là hơi ngọt ngọt, chứ nó không có vị thơm hoặc là nó không có vị gì đó. Nhưng mà nếu như mà nó bỏ giấm vô đó, nó bỏ giấm vô thì sẽ ngon hơn, có vị chua thì nó sẽ ngon hơn so với cái nước sốt này. Sau đó thì sẽ chan vào. Nếu mà muốn ăn nước sốt nhiều á, mình sẽ chan hết một bịch. Còn nếu như mà không muốn ăn nhiều á, thì mình chan nửa bịch thôi. Đó. Như vậy là đã xong. Một phần bánh mì heo quay, và có bỏ thêm rất là nhiều hành lá và sa tế vào nữa. Đây là một cái ổ bánh mì của mình. Ban đầu thì nó chỉ có le que lác quác lác đác vài miếng thịt thôi, nhưng mà sau khi mà bỏ hành lá vào thì nó đã đầy nhóc rồi. Đối với những người mà không ăn được hành lá thì nhìn hành lá rất là khó chịu đúng không, nhưng mà đối với những người mà biết ăn hành lá thì bỏ hành lá vô trong bánh mì sẽ cảm nhận được hương vị bánh mì nó rất là ngon, và nó thật sự khác biệt luôn.